hôm nay mình làm cái phút nhỏ nhỏ này để chỉ cho mấy bạn mới vô nghề nha, mới vô nghề nha, mới bắt đầu chuẩn bị đất bột không biết làm sao. Ok, đầu tiên là phải biết cách nhắm được cục bột nó chạy như thế nào, dễ lắm. Đây là cây cây cỏ ha, mình lấy cục bột á, mình make sure cục bột nó tròn như vậy, thấy không? Mình phải nên nhớ cái quy cái cục bột rồi là một khi mà nhúng cái nước vô nó là một cái chất lỏng, nó sẽ thành một cái khối tổng thể, thành ra nó sẽ chảy ra giống như một cái nước, một cái chất lỏng vậy đó. Thì đây là mình đặt xuống, mình đặt xuống. Vốn dĩ của nó khi mà mình không có làm cái gì á là nó đã tròn như vậy rồi, đúng không? Không có cần nhiều người á, mặt đặt xuống nó bắt đầu vội dập chảy mất tiêu, hư cục bột. Đừng hấp tấp, làm nghề này không hấp được. Đây, đặt xuống cục bột, tập trên cái này nè, tập trên cái form này nè, thì mình có cái gai, mình dùng cái này là cái gai, mình tưởng tượng đây là cái cuticle ha, tưởng tượng là cái cuticle tròn như vậy, mình đặt cục bột xuống gần sát với lại cái cuticle, mình để xuống như vậy, tự động nó đã chảy ra rồi, đúng không? Thấy chưa? Thì trong cái lúc đó mình mới dùng cái cọ, mình kéo nó vô, đẩy nó vô hai bên, tấp nó vô hai bên để mình phơm, để mình giữ nó lại, không cho nó chạy ra khỏi cái móng. Vuốt xuống không xin lỗi. Sorry. Vuốt xuống tạo hình cái móng đó, là cách có là cách đặt xuống để mình nhớ là cái chỗ này để làm cho nó tròn cái da cái móng. Thì cái móng này nè nó tròn giống như vậy, nó tròn cái kia cò nó tròn giống như vậy, đúng không? Thì mình đặt xuống theo làm sao để cho nó chảy vừa tới thôi, xong mình mới dập đặt xuống như vậy đó. Cứ việc trước tiên là cứ việc tập cho cái cục này, cục bột nó nằm ngay đây, nó không có bị lan ra trước tiên đó, mình đặt nó xuống như vậy, thấy không? Cái đơn giản là nó đã tự động nó chạy xuống rồi đó. Nó đã tự động nó chạy xuống rồi. Đặt cục bột xuống vừa ngay chỗ cái móng là đã chạy xuống rồi, cái mình mới đẩy hai bên vô kéo xuống nhẹ nhẹ đẩy hai bên vô đó. Đó là cách mà lấy làm sao để mình không có bị chảy cái cục bột. Khi mà mình làm trên cái móng thiệt, nếu mình đây nè, trong tiệm ồn lắm, để trên cục bột, để trên cái móng thiệt như vậy, mình thả xuống, nó đã thành một cái chỗ tròn rồi, mình đặt nó xuống, để nó xuống, kéo nó xuống, nhớ là kéo hai bên vô để cho nó không có chảy ra ngoài, biết chưa? Đó là cái cách mình cắm, mình canh ở trong cái da để mình khỏi có bị chảy như vậy đó. Cái đó là cái cách đặt bột để mà không có bị tràn ra khỏi khi còn. Trước tiên cứ việc tập ở trên cái này, cứ việc tập trên cái miếng này đó. Khi mình tập ở trên cái miếng này á mà đã đều nhẹ quen cái tay rồi á, thì bắt đầu tập trên móng chứ mình đặt xuống nó đâu có chảy đâu. Nhớ là đặt xuống đừng có đập quẹt 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 quẹt
This is good.